tâm Anh Hà thân chào các bạn học viên. Thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học viên cái cách để các bạn sử dụng các tài nguyên ở trên cái hệ thống học trực tuyến của trung tâm Athena. Thì các bước chính trong quá trình các bạn sử dụng, bước 1 là các bạn sẽ đăng nhập vào trang web học trực tuyến.athena.edu.vn. Thì ứng với mỗi một học viên đăng ký học thì các bạn sẽ được cấp cái tài khoản bởi bộ phận kỹ thuật. Thì sau khi các bạn nhận được cái thông tin về username password thì các bạn nên thực hiện thay đổi cái password mặc định mà do trung tâm đã thiết lập cho các bạn. Ứng với mỗi bạn học viên thì các bạn sẽ chọn được những cái môn học mà các bạn đã đăng ký. Thì trong mỗi một cái môn học của mình ở đây nó sẽ bao gồm các cái phần là các cái video bài giảng tương ứng với mỗi phần ở trong cái môn học của mình. Ứng với mỗi một cái bài học của mình, ngoài cái video bài giảng ra thì các bạn sẽ còn thấy là nó sẽ có thêm các cái file hướng dẫn cái quá trình thực hiện cái bài tập của mình. Để đăng nhập vào bên trong trang web học trực tuyến thì các bạn nhập vào với cái tên là học trực tuyến.athena.edu.vn ở trên thành địa chỉ. Thì để đăng nhập vào thì các bạn để ý ở trên góc phải màn hình có chữ đăng nhập, các bạn click vào chữ đăng nhập. Các bạn nhập vào username và password do bộ phận kỹ thuật đã cung cấp cho các bạn thông qua email. Ở lần đăng nhập đầu tiên thì các bạn thực hiện thay đổi cái password mặc định thành cái password do các bạn tự thiết lập. Thì sau khi mà các bạn đã thay đổi password thì các bạn có thể tiếp tục chọn vào môn học của mình. Thì các bạn để ý vào cái chữ My Science, các bạn click vào trong đó nó sẽ có danh sách các môn học mà các bạn đã đăng ký. Ví dụ như trong cái phần video này thì bạn thấy người học viên mình đây được học cái môn quản trị mạng nâng cao. Click vào từ khóa quản trị mạng nâng cao thì các bạn sẽ đi vào bên trong cái lớp học. Thì cái cấu trúc của cái bài giảng này các bạn thấy nó bao gồm các phần là phần tài liệu và phần video bài giảng ứng với từng môn học. Ở bên góc phải màn hình thì các bạn thấy có cái thông tin của giảng viên phụ trách cái môn học của mình. Thì khi các bạn click vào bên trong cái video thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn là cái phần video ứng với cái bài học đó. Thì các cái video này thì các bạn hoàn toàn có thể download về được. Thì để mà các bạn thực hiện download về thì các bạn hãy chuột phải vào trong video, các bạn chọn Save Video As thì các bạn sẽ download được về cái video về bên trong cái máy tính của mình. Ứng với phần tài liệu thì cũng tương tự ha, các bạn click vào bên trong các cái link tài liệu nó sẽ hiện ra các bạn file dạng file văn bản tài liệu ứng với từng cái bài học của mình. Thì đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video hướng dẫn sử dụng cái tài nguyên học tại trang học trực tuyến.athena.edu.vn. Thân chào các bạn.